như trên thuyền mình chưa chụp kiểu nào nhỉ? Chụp chưa? Chưa thì chụp à? Bố tay nó chụp. Du thuyền, đây là cái thuyền đi ra biển chơi hôm nay, giá cả rất là đắt đây ạ. Đấy, đây bán drink. Hello. Drink cocktail everything. Ice cream as well. Chris. Minh An quay Tati một phút, cầm phone tập quay Tati nhá. Cô đứng đây, đứng đây. Cô đứng đây quay Tati. Ấy, đi chết của mình không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay từ từ thôi, có nhanh được hoa mắt mọi người nhìn xem hoa mắt. Ok, đã set. Ok, bây giờ chuyển chủ ra khơi nhá. Ok Emily, hôm nay làm tóc có mái tóc rất là đẹp. Thế à?